Rồi, hello tất cả anh em. Chào mừng anh em tiếp tục trở lại với Dung Kênh Du cùng con game rap là nha anh em. Và lời đầu tiên là cũng nói chung là sorry anh em vì tập này ra khá là lâu, tại vì mình cũng muốn tâm sự một chút với anh em, đó là trước trước khi mình tiếp tục con rap này là tại vì cái tuần vừa rồi anh em là cái tuần lễ và mình cũng kiểu như nghỉ lễ, và nói chung là một tuần đó thì cũng khá là biến động nhiều anh em. Mình có những chuyện vui và có cả những chuyện buồn cho trong công việc và trong cuộc sống anh em, và cái công việc của mình thì cũng không không mấy gì trôi chảy, cho nên là mình đã rất là coi như là cũng hơi đau đầu, cho nên là không có thời gian để mà chơi game anh em, kiểu như muốn đụng tới game cũng thấy hơi khá là mệt mỏi, dành thời gian cho việc khác đó anh em. Đây sau khi đã qua tuần này và mình cảm thấy khá khẩm hơn, và mình sẽ ok tiếp tục trở lại với cái thời khóa biểu ra video và stream nha anh em. Và thực sự thì dạo này tôi không tôi chơi game thì thường tôi thích chơi stream và chơi co-op với team ngáo với anh em pinball hơn nhiều hơn á anh em. Thì bây giờ tôi mới có thời gian để mà chơi solo, chơi game và video tiếp cho anh em nè. Ok, thank you anh em rất nhiều nha. Bây giờ thì để coi lâu quá không biết chơi tới đâu rồi. À đây anh em. Bữa anh em nhớ là tôi đã xây xong một cái tháp canh, là anh em gọi là một cái trụ đi anh em, và đây anh em có thể thấy tôi đã xây cái tổ chim ở đây, nhưng mà có vẻ như vẻ cái tổ chim này nó gần cái người, gần cái khu vực mà tôi hay đi tới anh em, cho nên là chả thấy con chim nào nó đẻ ở đây anh em. Đây tôi làm cái ghế ở đây và anh em có thể thấy tôi có thể ngắm cảnh nè anh em. Đấy, toàn cảnh nha anh em. Đây những lúc mà tôi mệt mỏi tôi lên đây tôi cầm một ly cà phê. À quên, mời anh em ly cà phê với anh em. Đây à quên quên, đây 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 anh em chờ tôi một tí. Đây tôi sẽ lên đây. Đấy ngắm về cảnh biển anh em. Đấy, làm một ly cà phê nhé anh em. Ok, tiếp tục nha anh em. Đây anh em, mình sẽ lát nữa tôi sẽ đi khám phá cái điểm cái ui sao chồng chình dữ vậy, đây cái bộ biển về động dữ anh em. Lát nữa là xong rồi tôi sẽ đi khám phá cái đảo rồi nha anh em, tôi sẽ tìm cách đi lên trên cái đỉnh đó coi, có vẻ là một cuộc phiêu lưu lên đỉnh núi rồi anh em. Một kim phu một cuộc phiêu lưu để mà lên đỉnh. Ok, trước khi đi á thì cũng như mọi khi mình sẽ làm một số công việc trước trước khi đi. Ok vậy. Mẹ tự nhiên đi uống nước biển khùng quá. Ok đó. Rồi các anh em, trước khi đi giờ tôi cũng sẽ đi nướng thịt một tí đây. Đây, giờ có đồ ăn xem. Và cái raw food này là anh em tôi sẽ dùng thịt của mấy con chim để mà làm mấy cái gọi là gì quên này. Biofuel anh em, để có thể để vô cái máy engine, cái hơi máy hơi nước và cả cái máy coi như là sạc pin này nha anh em. Đây dạo này tôi đã sạc rất là nhiều pin cho nên khá là ngon. Và có nhiều anh em kêu, rất là anh em phú này nọ, anh em đã kêu tôi xây lại cái bè, nhưng mà tôi thấy bây giờ tôi mà đập đi xây lại rất tốn thời gian anh em, và mất công mà phải chỉnh đồ đạc lại, cho nên là thôi tôi cứ mẹ coi như là tới đâu hay tới đó đi. Đây cũng cho anh em xem là anh em cũng đâu có tới nỗi nào đâu anh em. Đây anh em có thể thấy nè, thấy không, nguyên một bộ sưu tập của tôi. Đây sẽ là cái chỗ mà tôi mời bạn bè tới xem triển lãm. Đây con cá mặt ngu mà anh em, mặt nó ngu thiệt đúng không anh em, thấy không, hoặc là con cá mất ngủ cũng đúng, mắt đen thùi thâm xì nè anh em, thấy không. Và đây đây là cá rô phi, đây y chang cá rô thôi. Đây là con cá mòi nha anh em. Đây ba cô gái từ đây mà ra, đây là một con cá rô phi luôn, nhưng mà đây là con đực nha anh em, đây là con cái, còn đây là con cá tra. Anh em nào đi cầu cá tra là biết liền rồi, con cá là gì anh em. Ok bây giờ thì tôi cũng muốn xây nhà thêm anh em, mà tôi bắt đầu hết gỗ rồi anh em ơi. Đây anh em có thể thấy tôi bắt đầu thiếu gỗ, cho nên là tôi sẽ tạm đi anh em, tôi sẽ lên tôi lấy thêm gỗ để tôi mới tiếp tục xây tiếp anh em, chứ không thôi mình còn phải chừa gỗ để mà nướng đồ ăn rồi này nọ nữa anh em, cho nên là không có. Đây làm miếng coi, đây ăn sáng và trước khi đi lên tinh thần đi. Ủa hình như nó có được bài nhạc mới nè anh em, hay nhạc này êm dịu lắm. Đây và cũng giới thiệu cho anh em, tôi đã chế được cái cây sơn nhà nè anh em. Đây mình bấm chuột phải và mình có thể chọn màu,
Và bây giờ tôi đã biết mấy cái bông hoa mà màu á anh em, mấy cái hoa màu á, đủ thứ màu sắc để làm gì vậy anh em. Đây tôi đã chế được cái máy coi như là giống như là cái máy chiết xuất màu á anh em. Mình sẽ lợi dụng sức nước nè, đây nó cũng có cái cánh quạt nè anh em. Mình sẽ lợi dụng sức nước để mà mình xay nhuyễn cái cây ra để mình có phẩm màu để mình sơn lại. Đây tôi rất là thích trang trí, để tôi có màu tôi sẽ trang trí lại ngôi nhà của mình. Ok, và trước khi đi tôi phải cho tụi này nó tích ly này còn không? Ôi ôi còn đầy. Ok, ngon lành. Nước cũng đầy. Ok, các em hãy vui vẻ nhé. Anh đi một chút rồi anh sẽ trở về. Và ok, tôi sẽ dọn bớt đồ đi anh em. Quả nhạc hay thật luôn. Ok, mình đi cất đồ đi. Kim loại cất qua đây. Thịt thà cất qua đây. Đây thịt này mình sẽ đem theo ăn. Và tôi cũng sau khi xay xong rồi tôi bắt đầu hết đồ hết anh em. Tôi đã à, quên phải đi sạc cái này luôn nhé. Đây biofuel còn và sạc đi cưng. Ôi ơi. Ôi vậy? Ôi ơi. Về lâu ngày không chơi trở lại hết làm hết 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 làm ba thần điêu đại hiệp được anh em ơi, bắn ba phát mới chết đựng chim về. Khổ cái thân. Ok, để tôi xem tôi còn cái gì không. Đây cái đầu heo cất vô. Cất luôn cả cái cây này vô đi, không cần đâu. Đây cái bảng hiệu nữa và cả cái cần câu để đem theo cái cung mình xài cho hết luôn. Chết về và tôi đã hết cung rồi anh em ơi. Đây anh em có một điều là tôi đã bị mất hết metal ingot anh em. Tôi muốn chế thành vũ khí anh em đó, nhưng mà tôi đã mất metal ingot hết rồi, cho nên là lát nữa là tôi sẽ đi lặn biển nha anh em. Ok, không nói nhiều nữa, xếp thôi. Mình nào cùng mình tiến về đỉnh núi đi anh em. Đi. Nó chết mẹ quên. Lấy thêm nước chứ. Bằng này nước đâu có đủ. Rồi ok, lên đường. Tranh thủ trời sáng đi anh em, và để tôi xem ở đây nó còn không biết nó có còn cái chỗ cái điểm nào để mà à còn này, hay lắm. Thì là phải chỗ này rồi. Đây gỗ này để lát nữa tôi xuống tôi lấy đi anh em. Lấy sao đây. Đây có vẻ như mình sẽ đi vòng vòng ở đây nè, đi theo triền núi anh em. Giờ nếu đây dế lô nè anh em, đây đây đem mấy cái dế lô này đi, đem về mình sẽ nghiền nó ra sơn thành mẹ một con tàu vàng chăng. Đây chắc ổ luôn mấy cây này đi anh em. À trong đây có đất nè anh em. À quên, thấy mẹ phải đem theo cái shovel, phải đem theo cái xẻng chứ, đi đào đất mà không có xẻng. Ồ trong đây có một cái hang nên em, đây trong đây hang này sẽ lấy đào đất đây chắc chắn luôn. Đây tôi xem có đào được gì không, hoặc là mình có một cái kho báu nào ở đây không không biết nữa, kiểu mấy cái thùng đồ anh em. Đây có nấm này, có đớt này, đây nãy giờ anh em tôi biết. Và mấy chỗ này đây có nail có gì không, không có một cái metal ingot nữa. Cái push room. Ok, để tôi ăn luôn đi. Cái nấm này cũng khá là ngon, nó vừa có nước mà vừa có đói luôn em. Đây cái thùng này. À đây này. Ôi ôi, về tôi có thay lắm. Đây để xem tôi chế được cái cây cây thương lại cho anh em. Cây này mạnh là nhưng mà tốn 2 mấy tội gót nữa. Cái thằng này cũng tốn 2 thôi. Grab rope metal ingot. Ok, để lát chế đi anh em. Giờ đết thì chắc tôi nghĩ tôi cũng không cần đâu anh em. Lấy một vài cái đi. Để có gì mình sẽ cái gì mình sẽ lên mình mở rộng cái đất kho ăn á anh em. Mẹ biết cái chỗ trồng cây trồng lúa cho tụi nó, có khi dân số tôi cũng sắp tăng rồi. Ok, mình sẽ chừa lại một ít đi. Mẹ mới đi vòng vòng tới tới chiều rồi anh em. Yellow flower nè, được đấy. Ơi, một con heo anh em ơi.
Heo, ui ui ui, mấy con này phải chạy lên đây đứng, mẹ đứng dưới nó tông bắn thì chết rồi. Rồi nó rồi, hụt nữa hả? Ôi trời ơi, dạo này vẻ ít chơi bắn ngu cả người. Mẹ lấy cây sặc nó luôn đi nè, sặc nó luôn đi, sặc nó luôn đi mày này. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, rồi rồi xong xong, hư đồ rồi, chết tôi. Đưa cây cung đây cho tao, giỡn mặt cái anh hả? Ôi mấy con này giờ yếu anh em, mình chỉ cần xài Stone Arrow thôi cũng đủ giết nó rồi. Ok, và có vẻ trời tối quá rồi, mẹ nó chẳng thấy cái mẹ gì nữa. Ở đây anh em, bây giờ là sau một vòng đi là tôi đã có Metal Ingot, thì giờ tôi sẽ dẫn chế cái cây thương. Anh em, tôi thấy cái cây này mạnh hơn, nhưng cái cây thương này nó vẫn kiểu giống như nó vẫn hữu dụng nha, trong nhiều trường hợp hơn đó anh em. Đây xây luôn Metal Ingot thêm một cái nữa đâu rồi. Đây chưa bao giờ mẹ yếu tới vậy, tôi đã hết vũ khí để phòng thân rồi anh em ơi. À, đến đây cất cái đứa da thì qua đây đi. Bây giờ da thì có mà đầy thịt thà. Và ok anh em, đây tôi đã có được Red Flower rồi nè, để tôi thử xem. Hình như là cái thằng này anh em là mình phải đây Black vô nè anh em. Tôi nghĩ là thằng này nó chạy bằng cái sức nè anh em, cái sức xoay nè, bởi vậy mình phải đi, mình phải cho cái tàu của mình nó chạy thì nó mới nghiền ra anh em. Đúng rồi. Ok, tôi sẽ chừa một một cái kho để mà để bông hoa đi anh em. Đây, trồng cây trồng gì nè. Ok và đất. Đấy. Cái tổ scrap ở đây hết. Đây, anh em, tôi nghĩ là mình muốn lên đỉnh chắc mình phải đi qua đường vòng này anh em. Tôi đã đi thử cái đường kia, tôi thấy nó cũng là một ngõ cụt của anh em. Thấy có nhiều tảng đá, không biết nó có cái kiểu như có một cái Easter egg hay là một cái gì ở đó hay không nữa. Cho tôi xem khu vực này xem. Đảo nhanh một vòng đi anh em. Cái gì đây? White flower. Cái này là ok, màu trắng thôi, không cũng không cần nữa. À đây nó có bậc thang đi anh em. Đây là mình sẽ đi ở đây chăng? Tôi còn chưa khám phá hết ở dưới này có cái gì nữa. Cũng không có gì hết. Ok. Ơi. Rồi rồi xong rồi anh em ơi. Nè rồi có một con chim khùng ở đây rồi. Mẹ thôi. Tôi đã hết cung rồi anh em ơi. Cái con này có vẻ như là mẹ. Mẹ cái đảo bự này thế nào cũng có về cái con chim khùng mà chích mẹ. Ơi 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 ơi. Chạy 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 chạy. Chờ đấy, mày chờ đấy. Có lẽ tôi phải lên cao thêm tí đi anh em. Đứng ở đây là không có chơi được nó. Đâu rồi? Where are you? Mẹ mà tôi đã hết bê tội nên tôi chỉ chế được ba cái cung dởm mày thôi, chết mẹ rồi. Cái thêm có một con heo rừng kìa anh em ơi. Thấy mẹ rồi, lưỡng đầu thỏ địch rồi. Mẹ mày, con chim mày lại đây. Ôi con kia nó chạy kìa anh em. Chạy với anh này. Chạy với anh này. Ôi chết tôi rồi. Mẹ cái cung này dởm quá, cái cung này dởm quá. Chọt luôn, chọt luôn, chọt luôn. Chọt con mẹ mày luôn, chọt con mẹ mày luôn. Chọt con mẹ mày luôn. Ừ, hay lắm. Chết bị anh. Trời ơi còn có xíu máu anh em ơi. Mẹ con kia mà nó cho một hit nữa là xong. Ôi chạy 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 chạy. Ôi chạy 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 chạy. Đừng đứng đây nữa, đừng đứng đây nữa chúng ơi. Bè mà phải giết cái con này thôi anh em ơi. Bè ôi ôi. Ao, một hit nữa của nó nữa thôi là xong. Lại đây, con chó kìa. Có vẻ như tôi phải đi hơn anh em ơi. Bè nó. Con này bắn nó cực lắm. Mất thời gian thôi, tại nó bay anh em chứ không có gì đâu. Tôi đang xài cung dởm nữa chứ. Mẹ hạ hồi phân giải tao xử mày sao cái con chó. À, một em lama thấy rồi. Hi hi hi. Mẹ mày sao nó tuốt trên cao này, mất công lên lấy quá. Ôi thằng kia có gì kìa anh em. Tôi lại tôi xem.
Ở đây cũng giống như những người đây họ đã ở đây họ lên đỉnh núi nè anh em, để mà họ có thể hy vọng vào một tương lai có thể có tàu bè đi ngang qua và thấy. Nào lên đi, đây có gì không? Không, đây có thùng đồ, ok. Và đây để tôi chặt cây đi anh em. Ủa đằng kia còn muốn gì nữa ủa má ném chết cho nó rồi anh em. Ủa nó bay qua cái như một vị thần. Rồi xong gãy mẻ rồi, hên là tôi đã chuẩn bị. À nào cẩn thận cẩn thận. Thì nó đang ôm đồ lên sao? Con tới giờ đánh mệt quá anh em, nên tôi bỏ qua rồi tôi tha cho nó chứ không phải gì đâu anh em. Mẹ tôi mà có cái cục xịn coi, mẹ chơi tới số với nó. Tôi giết nó 2-3 lần rồi cho nên là không cần phải giết nó làm gì nữa. Watermelon lấy luôn, red berry lấy luôn. Ok, để nó lại cầm đá lên kìa anh em. Bẻ cái thằng mọi rợ. Đấy, thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cái này là tránh chim không ế mặt nào nha anh em. Về đây giờ tôi sẽ leo lên đây xem lên đỉnh của thiên hạ rồi anh em ơi. Trên chắc cũng có hộp thôi giống gì anh em, hoặc là một cái thành tựu achievement nào đó. Đây để xem trên đây có gì, cây cỏ này, redberry này. Okay, ôi cái này làm cảm giác như tôi mới đi leo núi anh em. Đây hôm hồi hôm chủ nhật rồi tôi mới đi Vũng Tàu đi leo núi lớn anh em, leo leo tới đỉnh núi lớn anh em. Đây cảm giác y chang nhưng mà cực hơn. Ui cao quá, ui phải cao. Đây tôi đi leo núi ngoài cũng giống vậy nè anh em, view rất là đẹp, view biển và thấy nguyên thành phố Vũng Tàu luôn. Chỉ có điều là trong game này không có bị nắng. Mẹ tôi leo lúc 10 giờ trưa 10 giờ sáng nha anh em, leo cho tới xuống được tới tới tới, tới leo lên xong leo xuống tới đất liền cũng gần 1 giờ đó anh em, 2 giờ rưỡi, hơn 12 giờ rưỡi hơn tí. Coconut chicken cái này mình có rồi đâu cần nữa. Ủa cái gì vậy, lăng hả? Trời ơi quên nữa, tại sao mình không cất cái tay vô đây để tôi ăn trái cây luôn. Rồi vì giúp lăng là phải lấy cái, hình như là hết để anh em. Đấy hình như là xong rồi, đảo này chỉ có như vậy thôi. Cái có vẻ tôi chọn một cái điểm nào đó đẹp đẹp thì tôi ui cái con chim kìa. Đây đây anh em để cho nó biết mùi em mày chim. Một con dở mặt cái anh. Ra tôi để coi tôi kiếm cái chỗ à, bè bè mình dưới kia kìa, cảnh đẹp đây. Đây để tôi đứng đây, tôi chụp hình cái anh em. Bên đây không có cảnh nào đẹp hết, đây mới có cảnh đẹp này đúng không, thấy được 2 ngọn núi luôn. Ừ đúng 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 đúng, đẹp cái đi, tính gì tính, mẹ lỡ té lộn cổ cái. Ok mình đi xuống thôi anh em ơi. Đây hóa ra đảo này cũng đâu có gì nhiều, lên lấy thu thập các thứ thôi, gặp con đĩa chim, 2 con đĩa heo và 1 con lama. Tôi xem mình có thể leo lên để lấy con lama đó luôn đi nè, đem về cho tới hội bạn, có hội bạn bè. Ở đây anh em có thể thấy là còn một cái khu vực bên kia tôi chưa có khám phá kìa, tôi sẽ khám, tranh thủ ánh đèn còn nhá nhem tôi sẽ đi khám phá luôn anh em. Ở đây gần đây có một cái chỗ để bà đào anh em, đây tới rồi, đấy rồi đào. Ok được thêm titanium mình gót anh em. Đây cái thùng mà cái thùng này là biết liền đúng không, đúng rồi. Ô được cái gì cái ô the pot Remnant of a Mystery Collective. Ôi ôi tôi được cái gì kìa anh em ơi. Ngon. Đây để tôi xem đây còn. Đây buổi tối tôi đã thủ sẵn cả cái đèn. Tôi đi đêm rồi nè anh em. Đi luôn đi. Đây bên kia có còn cây kìa anh em. Cái dừa chưa chặt nữa. Có vẻ như là một cái chỗ nào đó. Đây tôi sẽ đi luôn. À một con cá nóc kìa anh em, hay lắm. Rồi tôi xử luôn. Rồi ngon, 3 hit. Ôi cái gì vậy,
Ôi nó chưa chết hả? À tôi nhớ rồi anh em, 3 hit là 3 hit cái cây cung xịn. Chạy đi. Mẹ tự nhiên là ngu quá, cái 3 hit là cái cây cung tên bằng bằng cây xịn kia. Mẹ còn cái cây này tôi đang xài là cung dởm mà anh em, tôi quên mất. Bé mém nữa là chết với nó rồi. Ngu ngục quá. Đây tôi không biết khu vực đảo này có cái gì đó, khám phá luôn đi anh em. Đây để xem có gì đào không. Đây chắc chắn là có chỗ đào nữa này. Ồ đang đi tới nè anh em. Pie apple. Mẹ còn đĩa chim nữa là thôi chết rồi. Né 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 né. Để tôi xem chỗ nào anh em. Rồi xong con về nó rồi anh em ơi. Ai ơi. Con đĩ vẹn. Chết con bé đó luôn rồi anh em ơi. Tôi bị cái con đĩ nó chọi chết và đĩ mẹ nó lại một lần nữa. Mất hết đồ rồi anh em. Lần này còn nặng hơn lần trước nữa. Mẹ coi chừng là máy móc gì đồ đạc chai nước gì tôi mất mẹ nó hết rồi anh em ơi. Khổ cái thân già này quá. Bây giờ phải làm lại từ đầu chán. Mẹ nó. Cực con bé nó quá. Để tôi xem có thể mình sẽ chế lại đồ. Ok để tôi tiếp đi anh em, mình đã gần chơi xong chẳng lẽ bây giờ bỏ cuộc đúng không. Bây giờ tôi sẽ chế lại đồ nha anh em. Mẹ và đây anh em, ông bà ta nói và mẹ không có gì, không có gì là mẹ tắt cái mẹ cái giặc đi, đang buồn thúi ruột. Đây cái ông bà ta nói về sinh tồn và anh em mình hả, giống như là sinh tồn nó ném thẳng mẹ, có khi nó cho rất là êm đềm, có khi nó ném nguyên cục cứt vô mặt mình đó anh em. Cho nên là mẹ ở đây tôi đã bị ném một cục cứt vô mặt. Bây giờ tôi đã xây dựng nhưng mà đây tôi đã rửa mặt và tôi đã check cứt đi chỗ khác anh em. Mẹ bà tôi đã xây dựng lại được một cơ số đồ coi như là phòng thân anh em. Lấy lại cái ba lô và vũ khí, cung, rồi thương này nọ anh em. Và cả những cái nhu cầu thiết yếu. Và đây cái metal detector này thì mẹ nó yêu cầu rất là nhiều practice và tôi đang thiếu. Đây và tôi nghĩ là đã đến lúc phải rời khỏi cái hòn đảo chết tiệt thì đi anh em ơi. Mẹ tôi chán cái hòn đảo rồi đó, mình phải xếp lại. Bây giờ tôi biết rồi, mai mốt mà mình mà mẹ thấy coi như sắp chết là mẹ cứ thoát ra ngoài đi, chúng tôi mình bị chết là nó sẽ save lại anh em. Mày mà thoát là nó save ngay tại đó luôn. Cái con game này nó chó vậy á, tôi cũng chả hiểu luôn. Thì bây giờ đó mẹ tôi không nói nhiều nữa anh em, tôi đi đây, tôi phải rời khỏi hòn đảo này. Quên, tôi phải chế thêm một cái tít. Ok, trên đường đi mình sẽ chế. Bây giờ mình nhổ neo đi anh em để tôi xem bữa mình đi đâu. Mình sẽ đi tới cái điểm 1883 nha anh em. Ok. Đây, xoay qua một tí coi. Ok, đi thôi. Nào. Ở đây này. Ừ. Rồi mình sẽ lên đường đi, cái hòn đảo chó chết này tôi bực cực bực đó quá anh em ơi, cái hòn đảo chết tiệt. Ôi sao quay hoài vậy. Rồi rồi đi thôi. Nè anh em thấy không, đây mình đi thì cái máy này nó mới quay nè anh em, đây nó mới ra màu phẩm màu cho tôi nè để tôi có thể sơn rồi anh em. Đấy nào đi đi chết. Ok đúng rồi á, để coi đây 1885. Ô vậy là nó nằm ở phía này hả anh em, tôi đang đi xa nó. Vậy tôi sẽ đi ok tôi đi ngược lại đi, quẹo qua đây này. Đúng chưa ta, đây qua thêm tí nữa. Ok rồi. Đây tôi phải muốn chế lại đủ tất cả đồ, tôi phải đi tiếp và anh em ơi, tôi phải lên lên trên biển để mà kiếm da chai rồi. Hết da chai rồi. À, để xem mình đây đi. 9 20 19 18. Cũng được đấy, hình như là cái khúc này nè. Đúng rồi.
Sao tàu mình thì có vẻ đi chậm quá vậy anh em? Ok, mình sẽ nhặt nhanh các thứ trên biển đi. Hy vọng cái con cá mập này mẹ nó cho mình yên bình tí. À, mình lên đây mình câu đồ được này anh em. Chết mẹ rồi, đồ đạc nó tuốt đằng kia lận. Đây có vẻ như tôi sẽ dừng lại đi anh em. Con cá mập chó này, cá mập chó này nào, tới đây tới đây tới đây, cay mày lắm rồi mày này, mày này. Ok, tranh thủ lấy plastic. Thôi rồi, chạy lên thôi, nó cắn cho te còi. Ai, cút ngay đi, cút ngay đi, anh mày đang bực không có vui vẻ nữa đâu cưng ơi. Thôi lên thôi. Rồi đi tiếp anh em ơi. À, có vẻ như là tôi đã xây cái bè hơi bự cho nên là anh em cái máy này nó đi rất là chậm. Tôi cũng không biết có phải có đúng không nữa. Bởi vì á, tôi nghe nói là nếu như mình mở rộng bè theo một mức nào đó đó anh em thì mình cần phải có hai cái máy này mới có thể đẩy cái bè mình đi. Đi coi. Đây hình như mình phải quẹo qua đây rồi anh em ơi. Đấy, đây mới đúng rồi. Ừ, rồi. Ok đó, mọi chuyện lại bắt đầu suôn sẻ rồi anh em ơi. Đây, sinh tồn là sao? Sinh tồn nghĩa là phải vượt qua nghịch cảnh. Về sinh tồn có thể coi như là thiếu thốn này nọ nhưng không thể thiếu được cái tinh thần nha anh em. Mình mà bỏ cuộc rồi là tự dư là thua. Sinh tồn cũng nào cũng vậy. À, mình đang đi tới đâu? Ok, nó đang xuống rất là nhanh, mình đang đi đúng hướng rồi đó anh em, ngon lành rồi. Đây và hình như tôi đã có thể chế được, ô, plastic đâu? Y có một hòn đảo rồi, tôi không biết có nên ghé, hơi kệ đi, gần điểm đi anh em. Tôi đi tới tới gần cái điểm xanh, xong có hòn đảo nào tôi sẽ ghé để ghé lấy metal chứ đi đảo nào cũng dừng như thế này là không được, tốn thời gian lắm. Út. Ơi 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 ơi. Đây con bé tôi còn thấy con đĩ chim bên kia kìa anh em, thấy con bay bay về nó chó. Ơi ơi hụt. Ngon. Nè sao toàn mà lá với lại gỗ không vậy? Sao không có một cái plastic nữa đây? Các em đưa plastic vào đây. Ok, đủ plastic từ này. Hay lắm. Vài gu. À, đấy, tôi đã có lại những thứ cần thiết rồi anh em ơi. Hay quá. Chúng đã trở lại. Chúng Kendo đã trở lại. Rồi ăn miếng đi nè. Cuộc sống đang trở nên bình thường trở lại anh em ơi. Nhưng mà tôi vẫn còn tức vẻ tức cái con đĩ chim đó, nó làm cho tôi phải cực khổ vẻ tốn thời gian với nó. Ồ, đằng kia một hòn đảo nữa kìa. Hay là tôi xây thêm lưới ta. Để ở đây tụi nó đi, đúng rồi, chỗ này mình đã mở rộng bè nên phải xây thêm lưới mới đúng chứ. Dạ, đưa xem mình đi tới đâu rồi. 648 có vẻ còn khá là xa đó anh em. Nào chính ra cho anh lấy trứng. Và anh em xem nè, anh em có vẻ như tôi có red color nè anh em, hay lắm. Tôi có màu đỏ, rất là nhiều màu đỏ nè. Đây đây tôi thử xem, tôi sẽ sơn cái máy của tôi màu đỏ xem. Hồi nãy để cái tại anh em ở đâu để tôi thử xem. Dạ, tôi sẽ lấy màu đỏ. À, màu đỏ tươi, đâu sơn như thế nào? À, vậy hả? À, ok anh em, tôi sẽ xây cái chiếc tôi sẽ sơn đi. Đây, màu đỏ hả? Ok luôn. Được đấy anh em. Ừ, sơn đi.
Đấy các em ơi, tôi không thích màu xanh. Được, ngon lành. Để tôi sơn cái khúc ngoài này xem. Được, cũng được đấy anh em, ngon lành. Đây hình như mình còn nhiều lắm mà phải không? Đây mấy mấy chục bầu này. Để coi sơn cái thùng mà được. Ô, sơn thùng mà được luôn này. Đây sơn cái này luôn, sơn linh tinh đi anh em. Để xây khay kiểu cờ caro, đúng rồi, đúng rồi. Ô, hình như hết màu rồi, để tôi xem còn màu nào không. Đây, tôi còn màu đỏ mà. Đây, bỏ vô cho nó xây luôn. Được đấy anh em, này giống như là chiếc gì, Blackburn, Red Burn hay gì anh em. Chiếc tàu chiến Redburn, đây màu đỏ này cho nó đẹp này. Ok. Sau này có màu khác là tôi sẽ sơn thử xem anh em. Đây tôi sẽ không sơn theo cái quy tắc nào hết. Tôi làm designer cho nên là không thích quy tắc anh em, mình hãy theo bất quy tắc đi. Mẹ sơn mỗi nơi một màu nhìn cho nó hoa lá cành cái con tàu của tôi cho nó nổi bật. Có gì người ta thấy máy bay nó còn thấy được mình, mẹ nó thấy thằng nào mà màu mèo nó còn cứu được. Ô cái gì đây? Còn đảo nữa kìa anh em. Đảo này, còn đảo này hình như cũng là một đảo điểm màu xanh anh em, để tôi xem. Đúng rồi. Ok, có vẻ gì tôi sẽ ngủ anh em. Đây ngủ đi. Đây, hôm nay tôi sẽ ngủ ở chỗ mới. Đâu rồi? Này. Ok, mọi chuyện lại trở nên suôn sẻ rồi. Ok, tôi sẽ đậu lại cái đảo này. Nhìn cái đảo này sao giống như một cái con tàu vậy anh em. Hy vọng mà mẹ đừng có cái con đĩ chim đó nữa. Mẹ tôi ghét cái con đĩ chim đó quá anh em ơi. Không phải mình sợ gì nó, mẹ mà đánh nó cực ơi, lâu phải lúa à. Mẹ tốn thời gian, để thời gian đó mình làm chuyện khác. Quên 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 quên, bẻ bẻ qua bẻ qua bẻ qua. Qua đây này. Đấy, đúng rồi. Rồi giờ. Dừng đi, dừng đi, dừng đi, dừng thôi, dừng thôi, dừng thôi. Mẹ bà nó sao nhìn cái con mặt mấy con này nhìn có vẻ cau có anh em, hình như tôi không cho nó ăn đủ nó tức cái sao, mặt con nào nấy má nhìn dữ vãi, cái con gì mì vịt tiềm này, mày mẹ cái con đại ca nè. Đây làm miếng nước thôi. Đây mọi chuyện cuối cùng cũng suôn sẻ trở lại rồi anh em, hơi bị buồn tí. Ok, tôi sẽ chế lại cái Maydero Detector coi. Scrap nè. Có plastic. Plastic mình để đâu rồi này? Đây. Và battery, ok. Battery đây, rồi xong. Ngon. Ngon lành luôn anh em ơi. Ok, mọi thứ rất là suôn sẻ. Bây giờ tôi phải chế thêm cung tên chứ. Không có cung tên. Thiếu mẹ tội God. Cho nên là tôi vẫn sẽ tôi cũng không biết là ở dưới này nó có không. Ở đây đi, đi, đi xuống xuống thử luôn đi anh em ơi. Về bệnh diệt cử. Tôi sẽ đi bơi. Bài Ophiu. Ok, nướng nướng nướng. À, ngon lành rồi đó anh em, mẹ bây giờ đây xuống luôn. Ôi ơi, mới vừa nói đấy mày, mày này chạy đi đâu này, chạy đi đâu này, khỏi chạy đi cưng. Ôi ơi ơi, chết bà rồi. Thôi tôi phải chế kiểu này là tôi phải chế cung rồi anh em, cung dởm rồi. Ok chơi luôn. Bè bè Stone. Đâu rồi? Stone. Chết mẹ rồi. À đây. Một cục. Và rồi, tha hồ chơi. Giờ tôi xuống mẹ tôi làm thịt cái con mẹ làm thịt cái con đĩ cá nóc cho anh em. Nó đâu rồi? Thêm con cá mập này nữa. Cút đi. Mày này. Ôi ơi. Ủa sao hụt vậy? Rồi xong. Chết mày đi con, hay lắm. Rồi tranh thủ lúc 5 phút nữa nó ra đi anh em, tôi sẽ đi lượm đồ nhanh. Tí này nè.
Ôi ơi, hụt. Một. Hai. Ôi ơi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Đừng lại gần, đừng để lại gần. Thế là 4 cây mới chết. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mày hả con? Rồi. Sao tại mẹ tại sao cái này nhiều quá vậy? Copper quá trời anh em, tôi đâu cần copper. B tôi đang cần gì mà? Metal ingot đâu? Quê ý dệt. Đấy rồi, bè sẽ chỉ có hai cục thế này. Nếu mình lên đây, đây là đảo Xương Rồng giữa biển, tại sao lại có một cái đảo mà hoang mạc khô cằn giống như là Xương Rồng vậy anh em? Ủa may hơn quá, đó là con hải âu, tôi nhìn tôi tưởng cái con đĩ chim ấy chứ. Và để tôi xem, ủa sao giống cái đảo vừa rồi mình đi vậy ta? Em chờ tí. Cái đảo này hình như mình đã đi qua rồi đúng không? Ừ. Đảo mà mới có mấy con heo. Ờ đúng rồi anh em ơi. Shit rồi. Hèn chi nhìn thấy quen quen. Thôi cả, coi như đứng lại tiếp liệu đi. Rồi mình sẽ đi tiếp. Lên đường luôn em, không nói nhiều. Đây đây cũng chẳng còn cái đồ gì để mà đào ta. Đây tôi muốn xuống xem còn metal ingot như này không. Rồi, đi đi anh em ơi. Không tới nhiều nữa. Đảo này đã tới rồi. Đây, lên đường. Ca trực chỉ ơi. 11987. Ừ, đi đúng đường hướng rồi đó anh em. Nó đang đi rất là nhanh. Mẹ anh em để ý không, cái gió lúc nào nó cũng đi ngược chiều với hướng mình đi. Ô. Ô mình đang đi hướng hướng này hay lắm vậy. Mở thêm buồm đi cho nó đẩy đi cho nhanh anh em. Đúng rồi. Ồ. Đây tôi sẽ tới được cái đảo cho bằng được cái đảo anh em. Mẹ tập này có vẻ tôi đã quá mệt mỏi rồi. Về bà nó đi. Cái bây giờ tôi sẽ xem tôi còn xây được gì nữa không. Đây màu đỏ vẫn còn nè anh em. Hay lắm. Đâu rồi cái cây. Đây. Đây tạm thời cất Minero này vô đi. Và gỗ vô luôn, đi nung cái. Ok, sơn chỗ nào nữa anh em muốn tôi sơn chỗ nào? Đây đèn đèn lồng đỏ treo cao chăng? Ủa sao không được ta? À đây rồi. Thế VD. Hê. Đẹp hơn em. Ok mà. Rồi để tôi coi còn màu gì nữa không. Đây. Màu vàng. Rồi giờ tôi được màu vàng đi. Tôi sẽ xây màu vàng xem. Đấy. Và anh em có để ý không, tôi đã có để mấy cái biển hiệu nè anh em thấy không. Đây cho anh em coi nè. Tàu ve chai nha anh em, đấy anh em có thể sẽ thấy tàu ve chai. Đây đây là cái con tàu vẽ đi lượm ve chai. Tôi đang làm một cái việc nghĩa cử rất là cao đẹp, đó là tôi vừa đi sinh tồn mà tôi vừa đi thu gom hết ve chai, gây dựng lại môi trường xanh sạch đẹp cho cái con game trong cái biển đại dương, trong cái con game rap này là anh em. Rồi sắp tới nơi rồi, hay lắm.
Thì giờ bây giờ tôi mới biết anh em cái quả trứng gà này mình cũng có thể làm raw food để mà chế gì nè anh em. Thể làm raw food để mà chế biofuel nữa. Giờ tôi mới biết raw potato nó require honey nữa nè. Đây có honey. Không biết là sơn sơn cái gì được không ta, sẽ sơn cái buồm được không biết nữa. Nào tới đây cái thùng kia tới không ta, tới rồi dính à, dính luôn một lèo ba cái ngon. Đây thật sự thì nói con game này tôi vẫn rất thích lên lên trên biển hơn anh em ơi, chứ mẹ đi lên cái đảo nó thấy mệt mỏi quá. Đây và tôi sẽ dụ mấy con chim tới xem. Rồi ok, lấy thêm thịt gà để làm biofuel nhá. Ủa thằng kia một đống ve chai nữa kìa. Được đấy. Đây anh em để tôi xem cái màu vàng này. Đây được 5 cái màu vàng. Ok. À nếu mình muốn sáng hơn mình phải pha với màu trắng, đậm hơn thì pha với màu đen. Ok hiểu. Tôi sẽ xây cái gì màu vàng đâu, tôi thử anh em. Được đấy, giống như chơi đánh cờ này anh em. Được 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 được. Màu vàng luôn. Đây tôi sẽ làm giống như là một cái disco, một cái sàn nhảy disco thèo que á anh em. Giống như trong vũ trường á anh em, giống như ô ô ô ô sáng lấp lánh ơi ơi cái cục tay sao rồi lắm chết thục thường sống dai mà anh em, bởi vì anh em thấy tôi về tôi chết xong tôi trở lại mạnh mẽ hơn, mạnh hơn lần trước nữa kìa mẹ. Không có từ mà bỏ cuộc trong cái từ điển của Chung Kendo, Chung Cần Đụ rồi nha anh em. Ở đây à, đi xong chuyến này được một đống lăng nữa anh em ơi. Đây gió nó vẫn đang rất là theo chiều mình. Ok. Ủa nãy giờ không có con đĩ chim nào vô nó ăn đồ mình gì ta, buồn quá vậy. Tôi đang muốn chờ con chim vô nè anh em. Grab ok, cất bớt đồ đi và ok hết biofuel rồi. Ok đi tiếp. Cái gì đây? À, thuyết lăng. Shit. Kia có một hòn đảo nhỏ kìa, không biết có nên ghé lại để lấy lượm metal không nữa. Đang rất là thiếu metal. Ô, thì ra bây giờ nó nằm ở bên đây rồi anh em. Đâu, để tôi xem. À, đúng không? Đúng rồi. Đấy, đang đi rất là nhanh. Okay, bỏ qua đảo đi, tôi nghĩ cũng không cần đâu nè, mình đâu có ghé cái đảo nào nữa, mình cứ đi lên đi. Cái nào cũng có metal. Dạ, gió đang đẩy mình đi thôi, cất cất bùm vô. Rồi. Ê, 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 con chim. Rồi. Lành. Black honey require raw food. Raw food này. Đấy bỏ vô.
ít màu, tôi hết màu rồi anh em, hình như tôi còn cái màu đen, nhưng mà để coi coi tôi có thể xây cái gì để trồng luôn. Cá mặt ngu. Đây để tôi xem cái con cá mặt ngu này có thể bỏ vô đây không. Đây anh em. Về con này cá mặt ngu. Còn đây là cá mặt thộn. Ok, hai con này như con bự hơn hết anh em, đúng không? Và đây anh em, đã tới giờ để mà đi nhổ lông rồi, tôi sẽ chế lại cái bộ áo giáp nha anh em. Mẹ có khi lên lại gặp quái thú gì trên đó nữa, mẹ nó cắn cho toe còi. Nào đứng lại xí. Rồi còn em nào nữa. Trời ơi đúng rồi anh em ơi, tôi bị chết mất một con rồi. Tôi nhớ tôi có tới 5 con lama lận. Hình như tôi bị chết một cái con bò sữa rồi sao, khổ thân thằng nhỏ. Về mất một con rồi, buồn quá, thôi kệ đi. Bẹ. Cái cũ đi thì cái mới mới tới chứ, có khi lại có thêm thành viên mới tới sao anh em? Năm sáu một ta đang đi tới, con lành. Đấy giờ là pin có sạc đầy pin luôn. Kiểu sau này anh em tôi sẽ không có stream mà tôi sẽ dành thời gian ra, tôi sẽ giống như là tôi sẽ gom lại mấy cái thùng kho này, anh em vô một chỗ lại hết, xong tôi xây bức tường nè, tôi sẽ xây hai ba bức tường luôn, cũng nó ngăn ngăn nè anh em cho nó đẹp. Và có vẻ tôi sẽ để cái chỗ này nè làm một cái chỗ để mình nuôi thú nữa, tôi sẽ dời bớt mấy cái con dời bớt một số con xuống đây nè anh em, cho nó ở dưới này thành hai khu cho nó đi lòng vòng cho nó đẹp anh em à, chạy đi cho nó đẹp hơn chứ để tụi nó ở chung chung như vậy dân cư ở đông đúc quá. Rồi để tôi xem chế cái đồ ăn cho tụi nó đi. Drop lot nè, lăng và đớt. Hình như đớt tôi cũng có khá nhiều. Đây đây tôi sẽ chế thử một hai. Ôi lại thiếu gì vậy, lát tít nữa này, ba bốn. Ok tôi nghĩ bốn cái là đủ cho tụi nó. À có cái màu vàng nữa này, tôi sẽ sơn tiếp xem. Rồi ok rồi, đây sau này tôi sẽ lấy thêm các màu khác để lên cho đẹp nha anh em. Đây, bây giờ thì mẹ nhiều đồ quá, bây giờ đi lượm cũng mệt này. Ô, giờ nó nằm bên đây rồi anh em ơi. Phải quẹo qua, phải quẹo qua. Ôi ơi. Holy shit. Ôi, ơi, để từ, để tôi đi ngủ anh em. Sáng nhìn cho rõ coi. Holy shit, đây tôi phải lên cái tháp canh này ngó. Ôi mẹ bà nó anh em ơi. Thì ra đó là một cái một cái chùa, một cái đảo gì vệ tinh gì cơ. Má thuyết âm mưu gì đây thế vậy? Giống như của người ngoài hành tinh nữa anh em. Ồ. À được cái lông chim này, vậy là có chim tới đây anh em. Hay. Kìa anh em. Đấy, anh em có thể, ôi nó giống như một nguyên một cái lồng lồng kính đó anh em. Cái nhà kính. Cái khu trạm nghiên cứu vũ trụ hay cái con mẹ gì không biết nữa. Ồ, được đấy.
Nào nào nào. Ê, con đĩa chim. Ăn đồ của anh à? Ăn một cây khô khế trả một cục vàng. Mày thì trả bằng người thích cái đùi chim nha con. Hay lắm, để tôi xem chỗ nào để đậu được chứ. Không biết nó vòng tròn như làm sao mà đậu không biết à. Thế nào, tới đây. Cái này không biết có phải là điểm cuối, đích đích đến cuối để end game chưa nữa anh em. Sao tao đi chậm quá vậy ta? Cũng sắp hết biofuel rồi. Sao mình còn đầy mà. Đây, tôi sẽ để cái crop rod, có khi là để đây nè anh em. Đây. Đúng không? À, để đây nè. Đây, đây, đây. Ừ, tạm thời đi nè, tôi cũng chưa chắc lắm nhưng mà để sau này đi mình sẽ có thời gian sẽ làm. Explosive goo này, quên. Dạ, nó để cái dấu đó chắc phải quẹo phải, tôi nghĩ vậy. Đây để tôi xem. Thấy cái mũi tên kìa anh em, có vẻ như là nó kêu nó bắt mình quẹo phải rồi. Đây mình hãy đi Đây, đi theo cái hướng mũi tên theo. Ôi ôi, một cái thành phố anh em ơi, một cái thành phố giữa biển, đây là thành phố trong mơ nè anh em. Hay quá. Chụp kênh cái. Ồ mà cái này nó để cái lồng kính nữa, giống như là để một cái sự sống. Sự sống cho con người có thể hít thở không khí. Ủa mà ngoài biển này cũng thở được mà anh em, đây đâu phải là ngoài hành tinh đâu. Đây là cái cửa nè anh em, nhưng mà không biết làm sao vô. Để mình đi thêm một vòng xem. Ồ hóa ra ở đây là có cả nhà nhà cửa luôn kìa anh em. Đây là thành phố gì nè, Utopia gì mà nó nói trong truyền thuyết chăng. Bê. Nào nhanh cái mẹ mày lên đi. À, tới đây rồi, phải save lại anh em. Nãy giờ nó nhiều không mà không là save là chết. Đây quăng đầu con cá này đi. Ok đó anh em, mọi chuyện là trở nên suôn sẻ hơn rồi. Bởi vậy tôi nói I can do mà anh em. Có cái gì đây? À cái chỗ để đi vô kìa đúng không? Tôi đang nói chung lúc đầu tôi đặt tên cái đây cái kênh channel của mình đó em. Chung can do ý nghĩa là tôi có thể làm mà. Chung kênh đu tất cả mọi thứ đấy, chứng minh cho anh em. Đây tôi nghĩ là sẽ vô đây anh em, nhưng mà mẹ nó, cái con bè tôi xây nguyên cái pháo đài ở đây thì sao vô. Quần què mệt chấm chao vậy sao. Ok quẹo đây đi. Rồi dừng lại. Ôi ơi đừng có quay nữa cưng ơi, qua đây này. Rồi tôi không biết làm sao để đi tới nha anh em. Để vô nữa. Kìa, mình đi sát vô thử xem. À qua đây đi. Đúng rồi. Có vẻ mình sẽ phải bơi vô nữa rồi anh em ơi. Rồi cho tông luôn. Đây cái cầu cảng. À dừng lại. Rồi ok. Hay lắm. Ở cái con mồi rợ này, tao đứng gần vậy mà mày cũng dám ăn à. Ok. Khá là ngon rồi anh em.
Đây có thể là đây, mình sẽ bơi vô đây nè anh em. Chỗ này để cho tàu nó vô là anh em, nhưng mà kiểu như nó bị hư, để lâu lắm rồi nó bị hư, cho nên là cái cổng này nó mở cũng mở hờ, mình không có vô được mẹ. Nhưng mà đây anh em thấy cái trụ của tôi làm sao mà vô đâu, để tôi thử leo lên xem nè. Đúng rồi đúng rồi, ôi tôi mà xây cao nữa là tôi có thể leo lên, tôi nhìn vô trong luôn rồi nè anh em. Đúng rồi về. Rồi ok anh em ơi, cái tập này tới đây là ok. Dừng nha anh em, nói chung là một tập cũng khá là quải. Mẹ nó vô bị chết cho nên là phải cày lại cũng khá là mệt mỏi anh em. Mà cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Và cuối cùng mà cũng tới được cái hòn đảo rồi nha anh em. Đây, có vẻ đây là cái đảo chính rồi, tôi nghĩ là vậy anh em. Tôi nghĩ đây đã là cái phần của end game rồi. Cho nên là tôi sẽ để dành tập sau. Tập này tôi nghĩ tới đây là được rồi đó anh em. Ok, thank you anh em đã theo dõi rap cùng chung Kendo nha. Bây giờ là mình sẽ trở lại với cái thời khóa biểu cũ, mỗi ngày một video nha anh em. Và tôi sẽ chơi, ơi cái con này nữa mẹ, cái miếng màu đỏ của tao mà mày cắn là sao, là sao rồi, cái cây búa của tôi đâu rồi, hay thấy mẹ nãy giờ mới quên mất cây búa để xây nhà rồi anh em. Rồi để bữa sau tôi vô tôi xây luôn. Ok anh em, thank you anh em đã theo dõi cùng chung Kendo Rap nha. Hẹn anh em ở các tập sau và tôi sẽ chơi tiếp tục luân phiên những con game khác nữa nha anh em. Ok, thank you anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.